số điện thoại đường dây nóng cùng hệ thống Zalo là 0971225053. Những ngày qua, chương trình liên tục tiếp nhận ý kiến phản ánh của bà con cồn Phú Đa ở ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bị đe dọa bởi sạt lở. Một số vườn cây ăn trái bị nước tràn vào gây ngập úng chết cây. Điều đáng nói là khu vực xảy ra sạt lở lại là công trình kè chống sạt lở cồn Phú Đa, được khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2019, dự kiến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng với vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Hiệu quả đâu chưa thấy, chỉ thấy sạt lở bủa vây, hơn nửa năm trôi qua, sự cố vẫn chưa hề được khắc phục, gây bức xúc cho người dân. Theo đó, tuyến kè này được xây dựng có hai bờ, gồm bờ Bắc và bờ Nam với chiều dài 981,9m, tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 43 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Giao thông Thủy lợi Hà Nội thi công. Ban quản lý đầu tư xây dựng các dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre là chủ đầu tư dự án. Cuối năm 2020, khi công trình chuẩn bị tổng nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng, thì xảy ra sự cố sạt lở tại bờ Nam với chiều dài 50m. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác định nguyên nhân chủ yếu do mất cát ở lòng sông, địa chất, nên đáy là bùn và cát nên dễ bị dòng chảy gây xói mòn, lòng dẫn, dễ gây ra mất ổn định mái bờ sông. Thế nhưng hơn 6 tháng trôi qua, sự cố vẫn chưa được khắc phục vì nhiều nguyên nhân. Hiện tại một số vườn cây ăn trái của người dân phía trong bờ kè bị ngập úng lâu ngày nên chết dần chết mòn, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa cũng như năng suất. Đại diện Ban quản lý công trình kè chống sạt lở cồn Phú Đa cho biết, sau khi sự cố xảy ra, Ban quản lý đã mời các ngành liên quan đi khảo sát thực tế. Hiện tại đơn vị khảo sát đã đo đạc lòng sông để tìm nguyên nhân, đồng thời lập xong báo cáo sự cố và đưa phương án xử lý. Rất mong chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng liên quan cần sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này, giúp người dân an tâm ổn định cuộc sống.